Khi đức tin cần được khuấy động. Thánh Vịnh 27. Tin tưởng và cậy trông vào Đức Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi. Tôi khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào để nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi. Mỗi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong liều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn quân thù quay bủa quanh. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn nhã nhạc vang lừng. Tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tới Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa, đấng cứu độ con, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Xin dạy con đường nẻo Ngài. Lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu, vì có những người đang rình rập. Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn, vì lũ chiến gian đứng dậy tố con. Dương bộ mặt hầm hầm sát khí, tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy trông cậy vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Hãy cậy trông vào Chúa. Amen.